Top Production. Anh tên là Khoa và cùng hai người bạn đồng hành ở YouTube GoTop TV được một người ủng hộ kênh anh đã đạt trên 100.000 lượt đăng ký. Anh và hai người bạn đã thực hiện những clip hiện tượng có thật về tâm linh. Mấy anh đã không trở ngại gian nan để thử thách chinh phục được chính mình. Anh biết những trò anh trải nghiệm vô cùng thật nguy hiểm, nhưng anh không màng, anh luôn vững tin vì có mọi người luôn ở trong tim. Nhiều lần sự cố đã xảy ra với các anh, nhưng tình anh em vẫn trên hết. Các anh rất mạnh mẽ đối đầu với những tâm linh, không bao giờ sợ sệt. Ngoài ra anh Khoa còn một kênh YouTube riêng, nấu ăn để giải trí. Anh nấu ăn giỏi lại còn tài năng, hỡi ơi nghe thôi thật thú vị. Để tạo ra những tiếng cười và những món ngon, các anh thật vất vả. Anh yêu các fan và những người ủng hộ nên anh sẽ làm vì tất cả. Dù có người ganh người ghét thế nào thì các anh vẫn làm vì đam mê. Các anh còn trẻ nhưng lại tài năng nên tất cả bình luận không ai chê. Số người đăng ký ngày càng một tăng nên các anh đừng nên nản chí. Vì Đức Hoàng sẽ về với các anh vì các anh làm việc rất chăm chỉ. GoTop, 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 GoTop TV. GoTop và các fan ủng hộ là niềm động lực để các anh kiên trì. Bất cứ thế nào thì các anh yên tâm vì có tụi em vẫn bên cạnh. Mong từng video của các anh chỉ muốn chờ trở về đêm nhanh. GoTop, 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 GoTop TV. GoTop và các fan ủng hộ là niềm động lực để các anh kiên trì. Bất cứ thế nào thì các anh hãy yên tâm vì có tụi em vẫn bên cạnh. Mong từng video của các anh chỉ muốn chạy trở về đêm nhanh. Anh Linh và anh Duy là người đồng hành cùng anh Khoa qua các video. Hai anh rất nhiệt tình và hòa đồng nên không có ai được phép thế chỗ. Anh Duy là người rất mạnh mẽ và kiên quyết trong tất cả mọi tình huống nên anh đã quyết định sẽ mãi mãi phấn đấu cùng với tem không bao giờ buông. Anh Linh rất hiền và vui vẻ hoạt bát nên mọi người và ai cũng yêu mến. Qua bao video nấu ăn của anh Linh thì mọi người sẽ không bao giờ quên. Ngoài các clip về tâm linh, các anh còn giúp những hoàn cảnh khó khăn. Lòng tốt của các anh mấy ai đã làm được như vậy chăng? GoTop, 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 GoTop TV. GoTop và các fan ủng hộ là niềm động lực để các anh kiên trì. Bất cứ thế nào thì các anh hãy yên tâm vì có tụi em vẫn bên cạnh. Mong từng video của các anh chỉ muốn chạy trở về đêm nhanh. GoTop, 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 GoTop TV. GoTop và các fan ủng hộ là niềm động lực để các anh kiên trì. Số người đăng ký ngày càng một tăng nên các anh đừng nên nản chí. Vì Đức Hoàng sẽ về với các anh vì các anh làm việc rất chăm chỉ.